Đây, cặp DC30 nè em. Nhỏ nhắn xinh xắn không? Này con có cặp 30 gốc nữa nè. Này 8 tháng mới được cặp nè. Cặp mộc duy nhất. Giờ nó chuẩn bị đẻ lại, nó đá con chim mái lột da đầu rồi. Chúc em chẹn clip cho anh em xem. Như tính thì hiện tại là cặp này khoảng 9 tháng mới được cặp về nè. Trời ơi. Lúc trước bán thì anh em chim mắt chị lẻ. Nhưng mình em đâu thấy chim giống này nó ra chị hay, mà anh em muốn có là có được rồi nè. Em muốn không có. Đây. Rồi quay cho anh em chơi xem chơi vui. Này quay cho anh em thấy cái độ khó chịu của cặp này thôi, chứ không phải quay rằng làm giá này kia nha anh em xem vui. Lâu lâu mới có hàng hot. Chim ngu mày ăn cứt lên mày. Nãy bỏ dưới lòng đó nè, mới xách lên. Cặp này nói chung cũng cưng nên còn bỏ hôm nay nhà coi. Chứ mấy cái đám kia dục ngoài học kia hết rồi nè. Cho nó nắng mưa hết. Này mình theo dõi quan sát ăn uống rồi. Lò lên siêu mưa thì chậm chơi lắm, khoảng một năm chơi mới được đó em. Cực kỳ chậm chơi luôn, nhưng mà chơi rồi em thấy cái nước chơi nó cái đồ gù khỏi đó, không gì bằng cãi này nè. Rồi chúc em xem clip vui vẻ nha. Đang nay không biết đăng chim gì, đăng cho anh em xem vui nè. Cưng mà đá và con mái dày lên em thấy chịu nổi không? Trời ơi, đập mái chịu cồ lại rồi đó. Giờ nó đá vậy nè, thấy tức mình thôi nè. Nó lộ đi xe mươi này là cực kỳ không có chim con luôn. Họ vừa bắt cặp chim con quay cho anh em xem nè. Trời ơi, sót mái gì đâu, mái này là mái quýt nhà. Chim con này nó gù khủng nhất. Giờ đá con mái nè. Đầu lột da. Tức luôn nè, còn chim trống nè. Trống nọc đi sương mươi nè. Đổ được cặp chim chua lòm luôn em ơi. Đúng rồi, này hơn 8 tháng rồi mới được cặp mọc duy nhất luôn. Không được con mẻ nào luôn đó. Em, DC30 anh em. Đấy, thấy dần cầm thấy ghê không? 8 tháng rồi anh em. Mới được một cặp kim duy nhất luôn. Giờ nó đá con chim mái vậy nữa anh em. Một cặp kim không có con chim lẻ nào luôn. Giờ đá con chim mái tát đầu chả máu nè.